bà nội về bất ngờ đột xuất. Không biết bà nội đang làm gì, chắc đang ngủ chưa. Nhà ông Kha im ru, chắc ngủ chưa hết rồi. Má ngủ rồi. Chà nội. Không khỏe không? Nay nội mặc đồ màu xanh da trời đẹp quá hả ta? Hơn tôi hả? Dạ. Khỏe hơn tôi hả? Dạ. Đang ngủ chưa không? Nhà đang ngủ chưa? Ngủ chưa? Nãy giờ má ngủ chưa? Nãy giờ má ngủ chưa? Biết. Không biết luôn hả? Nhắm mắt rồi thôi chứ ở đâu biết. À nhắm mắt rồi thôi nhưng mà đang ngủ chưa hả? Đang ngủ chưa mà làm mà giật mình phải vậy? Ai hướng sinh tố? Ai hướng sinh tố? Đây mình mới là dâu để vô đỡ sai luôn. Dạ ua luôn không? Đúng rồi vậy cho nó dễ tiêu quá. Ngon quá, ngon không nội? Ngon quá đúng không nội? Hấp dẫn quá. Ngon quá. Quá hấp dẫn luôn ha. Giống như hồi nhỏ suốt ngày. Trước khi ngủ là bắt kiểm tra cửa nẻo, xong xuôi tắt đèn, tắt quạt, cuối cùng là kéo rèm. Ngày nào cũng phải làm một cái bài đó. Sáng đầu tiên là đi kéo rèm, xong mở cửa nẻo ra chăm coi. Còn có hôm qua có ăn trộm vô không? Rồi xong xuôi cái lúc sinh viên đi học, thuê nhà cũng vậy, kêu nhớ đóng cửa nẻo coi chừng ăn trộm vô lấy đồ. Sinh viên làm gì có đồ mà mất. Má. Ủa cái bàn tay anh giống y chang bàn tay má luôn. Giống hả? Giống y chang à, đúng không? Ngắn. À ngắn. Cái ngón tay á, nhìn cái ngón tay rồi. Giống. Giống không? Giống, giống y chang. Tự nhiên đang quay thấy giống nè. Từ đó giờ không có so. Từ đó giờ không so hả? À đó giờ chưa từng so bàn tay má. Nhà em rảnh lắm chị, nhà có 4 đứa, sau là đứa nào tay chân giống bà, đứa nào giống bà. Ê, giống y chang luôn. Trời, nay mới phát hiện hay chưa? Trời ơi, giống y chang luôn. Cái chàng ta má giống bàn tay dân về chỉ tay giống không đặt vào cái bàn tay bên trong á, chỉ tay út đặc biệt lắm chị. Chỉ tay út có một đường dễ ngang à. Khác khác bàn tay má không vậy. Tay còn bàn tay út cái chỉ tay lạ lắm vậy, cái đường nó đường thẳng, nó thẳng đuột từ đây qua đây à. Nhưng cái bàn tay giống y chang luôn à, như bàn tay giống phát hiện mới nha. Bàn tay giống vậy sợ không? Tay ngắn. Đây đó, hai con trai đây, con trai thứ năm với con trai út đây à. Rồi giờ mấy con đi nha, em muốn chạy xuôi về chơi sao nha. Bye bye út đi, bye bye đi, đưa tay lên nhớ là không nhớ ai đâu, tới giờ hết nhớ rồi. Ờ bye bye luôn ha, bye bye nha, bye bye về mấy chị em về nha.